Tôi có kế hoạch về nó cũng liên quan đến vấn đề gia đình thôi. Thực ra là khi mình không đi được thì mình cũng rất là tiếc. Bởi vì thực ra đây là 25 năm thì mới có một cái dịp mà mọi người của toàn fit tụ tập lại với nhau để cùng nhau hát, cùng nhau thể hiện cái tôi của fit. Thế mọi người cũng rất là hào hứng. Nhưng mà hình như là mọi người hơi lo lắng quá về vấn đề khi mà cái lịch trình của mình nó hơi quá sát nhau á. Về sức khỏe cũng như là về cái vấn đề đi lại trên xe hay là trên tàu. Tham gia được cái chương trình Hành Trình Ngày Mới sắp tới á, tại vì gia đình tôi có việc phải về quê trong thời điểm đó thì không tham gia được, thì bây giờ cũng thấy hơi tiếc tại vì mọi người đi có vẻ rất là vui, chuẩn bị rồi rất là tươm tất, gọi là mọi người cảm thấy là mọi người đang háo hức lắm mà mình thì lại không đi được. Tôi có plan từ trước rồi, rất là tiếc tại vì cái hoạt động này là 25 năm mới có một lần. Chương trình Ngày Mới này rất là khác biệt so với các chương trình mà đi nghỉ dưỡng hay là đi du lịch khác của công ty. Rất mới, một cái cách riêng, nó rất là phong cách, có khá nhiều bàn tán. Chương trình đi trên xe thì khá dài, không biết có chịu đựng nổi hay không. Thì những cơ hội mà sẽ gặp gỡ được nhiều người ở bên Fit Hà Nội. Không tham gia được tại vì cuối tuần này phải thi tiếng Anh để tốt nghiệp đại học. Thì mình rất tiếc vì mình là cũng là nhân viên mới nhưng cũng rất muốn tham gia cái buổi rất lớn này. Thấy ngày nào mọi người cũng bàn bạc lại càng tiếc thêm. Xin được tham gia. Tôi cũng có nguyện số kéo cái nhân đang đợi cái phục và áo đồng đi cho là mình rất là phấn khởi, rất là trong mong mình nhận được một đồng đi, không biết nó như thế nào hết. Mới vào công ty cũng chưa được lâu, cũng ít có cơ hội được tiếp xúc và giao lưu cùng các anh chị em trong công ty, nên là đây cũng là cơ hội để em có thể giao lưu, học hỏi cùng các anh chị em, có thể tham gia được các cái hoạt động chung của công ty. Hy vọng ra đó sẽ làm quen được thêm nhiều người hơn nữa, đặc biệt là các bạn nữ.